À, chào các bác nhá, chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop nhá. Hôm nay giới thiệu chi tiết cho các bác cái bộ quần áo bắt ong rừng, quần áo bảo hộ bắt ong rừng loại cao cấp nhất trên thị trường hiện nay mà shop mới nhập được và đang cung cấp cho các bác. À, năm ngoái thì shop cũng đã có bán cái loại quần áo cao cấp này rồi, được anh em rất là ưa chuộng. Thì năm nay vào đầu mùa 2019, shop mới liên hệ nhập lại được hàng nhá. Đây mới đến được bao hàng này các bác này, mấy chục bộ này. Thì bây giờ làm clip lại để cho các bác nắm được. Một số các bác còn chưa xem, chưa tiếp cận được thì chưa biết được cái bộ này nó như thế nào. Ở bộ này nhá, nói chung bộ này là bộ quần áo bắt ong rừng cao cấp nhất hiện nay. Thì bây giờ nó có như nào tôi giới thiệu như vậy, các bác xem cho kỹ giúp tôi. Để đến lúc mà mình nhận được hàng ấy thì mình kiểm tra hàng cho nó chính xác. Có nghĩa là shop bán hàng là gửi sale lên qua bưu điện cho các bác nhận hàng có quyền bóc ra xem và kiểm tra. Đúng như tôi đang quay clip đây thì các bác xem và kiểm tra đúng mặt hàng như các bác đã đặt là các bác ok nhận hàng nhá. Thế bây giờ bộ này nó sẽ không có túi đựng, không có túi đựng đâu nhá, nó chỉ có thế này thôi, nó chỉ này đấy nhá, đấy nó chỉ có thế này thôi, các bác lưu ý kỹ nhá, chỉ có thế này thôi. Thế còn về cụ thể cái bộ này thì tôi đã bỏ ra một bộ đây để cho các bác xem, một bác xem nhá. Chất liệu này, tôi quay gần để chút cho anh em xem nhé, dùng gần này. Chất liệu này là chất liệu vải bò cao cấp, vải bò cao cấp rất là dai các bác nhá. Đấy, rất là dai. Đấy, nghe cho anh nhé. Cái này ấy, khi các bác ôm vào cây, các bác trượt cũng vô tư luôn, trèo cây cũng thoải mái luôn nha các bác nhé, các bác nhé, thoải mái trèo cây luôn. Và ong đốt thì sẽ chống xiên được các bác, cả ong bò với nhá, cả ong đất nữa nhá, cả cái phần dày này cũng làm bằng cái vải dày này luôn. Đấy, vải dày này thì nó giúp cho các bác là nó mềm, nó dễ trèo hơn nhá. Thì còn về cái bộ này thì tất cả các đường may này, đường liên kết thì đều may bằng chỉ dù rất là to các bác nhé, giống như là chỉ ở trên miệng bao ấy. Đây đúng là dây dù rất là to đấy, chắc chắn các bác nhỉ. Trên ống tay, trên phần trên này ống tay là ống tay bằng da nhé các bác nhé, ống tay bằng da. Các bác mà đi đào bong đất thì các bác phải kết hợp thêm một cái găng tay cao su mỏng nữa nhé, cái cao su mỏng nữa. Và cái phía này này, phía khóa này thì sẽ có một đường khóa ở giữa cho các bác để giúp cho các bác thao tác rất là dễ. Một mình các bác đi đánh nhau các bác vẫn có thể mặc được nhé, có thể mặc được. Đây, quay gần lại xem nhé. Cái khóa này thì là tuyệt vời luôn, khóa to và chắc chắn, muôn thủa luôn. Đây, tất cả các đường may các bác này, toàn bộ là bằng cái sợi dù rất là to, chắc chắn. Sợi dù to chắc chắn, không phải chỉ nhỏ nhá, đảm bảo chắc chắn nha các bác. Còn về cái hệ thống ô thoáng, vào cái ô thoáng thì nó chỉ có một ô ở phía sau lưng thôi nhá. Cái vải này là vải bò thì các bác mặc vào nó sẽ thấm nước, nó sẽ mát hơn là hàng bằng da, nó mát hơn. Và cái mặt đằng trước này đối với cái phiên bản năm nay 2019 thì nó sẽ làm bằng cái miếng nhựa, các bác nhé, làm bằng miếng nhựa thì để cho tránh những tình trạng bằng thép bị han rỉ, nhé. Cái phía trên nữa này nó vẫn có một chút kính để nó bảo vệ cho cái việc gọi là chống ong đái nha các bác nhé. Cái này nó có hơi ít thôi. Các bác muốn nhiều thêm thì các bác về phải chế thêm bằng cái bóng kính là dán bằng dính các bạn. Thì đây là cái hàng thực tế, hàng mới do xưởng họ may. Thì khi các bác nhận được hàng, các bác dùng thực tế trong quá trình đi đánh nhau, đi săn ong, thì các bác cần cải tiến hay là cần độ thêm hay là cần gia cố thêm một chỗ nào đấy thì các bác sẽ phải tự gia cố đấy nhé. Thế rồi cùng nhau tham khảo để cho nó cải tiến cái mẫu nó được hoàn thiện hơn. Đây là phần ô thoáng sau lưng này, cũng làm bằng lưới luôn, nó bằng lưới nhựa luôn nhé. Nhưng mà lưới nhựa này nó cách khá là xa so với cái nền trong. Đây, bằng nhờ một cái viền da này, nhờ cái viền da xung quanh rồi nhé. Thế là bộ này kết cấu nó chỉ có vậy thôi nhé các bác nhé. Cái mẫu ô thoáng ở phía sau, mũ liền luôn, một đường có khóa ở giữa. Và cái mẫu này ấy, nó chỉ có một size duy nhất thôi các bác nhá, một size duy nhất cho các bác lựa chọn.
chứ không có nhiều size đâu. Đây mà các bác mà nhỏ con thì mặc nó rộng rãi, còn các bác to con thì mặc nó đẹp hơn nhé. Đấy, nhưng mà cái này thì giúp cho các bác đi đào ong đất cũng thoải mái vô tư, rất là hay nhé. Đây. Đây các bác thấy này, đây là cái ô thoáng nhé. Ô thoáng này nó nằm rất là sâu, đây là phần vải trong nhất, thì khi các bác mặc nó sẽ chạm vào cơ thể các bác, thì cái phần lưới nhựa này nó sẽ cách mình cả phân mấy hai phân luôn, không có độc ong nào tiêm qua được, thì vẫn đảm bảo có độ an toàn là các bác nhé. Cái đây là chi tiết cái bộ quần áo bảo hộ bắt ong rừng hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay mà shop đang có kinh doanh nhé. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc, ra đi toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Đấy. Mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại năm đầu số điện thoại của shop này, năm đầu số điện thoại kênh của shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang, hàng ship COD đi toàn quốc nha. Các bác nhận hàng các bác nhận bó hàng như thế này, để các bác có quyền bóc ra yêu cầu bưu tá bóc ra cho các bác xem và kiểm tra đúng như là video quảng cáo như này, để các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Và cũng nói luôn cho các bác, bộ quần áo này ấy, nó chỉ có bộ quần áo này thôi, không có phụ kiện đi thêm, giống như là cái bộ loại hàng trung bình gần gì đâu. Mỗi gần gì nó có thêm nón, mũ, rồi kính, rồi khẩu trang. Còn riêng cái bộ này ấy, là cái bộ hàng cao cấp, bộ này là gọi là bộ gia công hàng đặt thì mới có, chứ còn không phải là hàng công nghiệp, không phải là sản xuất hàng loạt đâu các bác nhé. Thì đâm vào số lượng hàng nó có ít thôi, thì các bác có nhu cầu thì các bác cứ đồng liên hệ trực tiếp với lại shop nhé. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra kỹ nữa đúng cái bộ như thế này, thì các bác thanh toán tiền cho người đặt hàng. Các bác lưu ý là đặt hàng này không cần phải đặt cọc trước nhé, các bác cứ cho thông tin họ tên địa chỉ, shop sẽ ship hàng về tận nhà cho các bác. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau. Chúc các bác có một mùa đánh ong, mùa khai thác ong 2019 thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.